Hi, xin chào tất cả các bạn thân mến. Tôi biết chắc chắn rằng khi các bạn đầu tư ở một cái nền tảng tài chính nào thì các bạn cũng sẽ phân vân về các cái dịch vụ, về năng lực tài chính, về hiệu quả hoạt động của cái công ty đó. Chính vì vậy mà tôi sẽ rất là vui khi mà chia sẻ được cho các bạn một cái trải nghiệm của mình về công ty chứng khoán TCBS. Đây là một công ty chứng khoán mà tôi đã dành 2 năm để mà thực hiện đầu tư, thực hiện trải nghiệm, thực hiện đánh giá và tương tác rất là sâu với công ty chứng khoán. Và tôi nghĩ rằng nó khá là happy với tôi. Tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ happy với cũng khá nhiều các nhà đầu tư khác. Chính vì vậy mà tôi mong muốn những cái trải nghiệm, những cái đánh giá của tôi sẽ giúp cho các nhà đầu tư có thêm những cái góc nhìn mới về công ty chứng khoán TCBS để mà các nhà đầu tư sẽ có những cái niềm tin, có những cái quyết định trước khi lựa chọn một cái nền tảng đầu tư cho mình. Nào thì tôi chia sẻ với các bạn các cái góc nhìn đánh giá của tôi. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa tiền của tôi sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Sau hơn 2 năm mà đầu tư trái phiếu, cổ phiếu hay chứng chỉ quỹ tại công ty chứng khoán Techcom Security thì hôm nay tôi sẽ review và đánh giá những cái trải nghiệm của mình, cái góc nhìn của mình khi tham gia đầu tư tài sản tại đây. Thực sự là tôi cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là thuận tiện khi mà tham gia đầu tư tại đây. Chính vì vậy mà tôi muốn chia sẻ lại những cái trải nghiệm này với anh chị và các bạn. Đây là một cái tài khoản của tôi đang tham gia đây ạ. Thì số tài khoản của tôi là 105C041670. Nếu anh chị và các bạn muốn nhận những cái phần thưởng từ TCVET thì anh chị có thể nhập cái mã giới thiệu của tôi là 105C041670 khi thực hiện giao dịch. Hoặc nếu anh chị muốn được tôi là người hỗ trợ và tư vấn cho các anh chị trong quá trình mà thực hiện tham gia đầu tư thì anh chị có thể gửi email tới IWell Partner hoặc là nhập cái mã giới thiệu này của tôi vào để mà thực hiện yêu cầu hỗ trợ một nhà tư vấn tài chính. Thì tôi sẽ là một nhà tư vấn tài chính tại TCBS cho các anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ vào đánh giá trực tiếp các cái tính năng mà tôi cho rằng nó hữu ích với tất cả các anh chị. Thứ nhất đó chính là quản lý về mặt tài sản 4 trong 1: cổ phiếu này, trái phiếu này, quỹ này và tiền của các anh chị, tiền mặt tại ngân hàng Techcombank anh ấy ạ. Đấy, đấy là bốn cái loại tài sản mà nền tảng TC Invest họ sẽ quản trị cho các anh chị. Thế thì chúng ta sẽ đi vào từng cái loại tài sản và xem những cái tính năng ưu việt của nó. Thứ nhất là chúng ta sẽ xem về giao dịch cổ phiếu nhé. Thì chúng ta sẽ có đặt lệnh cổ phiếu này, bảng giá cổ phiếu này, vay ký quỹ margin này, phân tích đầu tư. Thế thì tôi đánh giá rất là cao về cái chỗ cái chức năng đặt lệnh cổ phiếu. Ở đây chúng ta có lệnh điều kiện các anh chị ạ. Lệnh điều kiện. Cái này rất là quan trọng đối với các nhà đầu tư mà muốn tích lũy tài sản và muốn mua ở cái mức giá mà mình kỳ vọng cơ. Hoặc là muốn bán ở mức giá mình kỳ vọng cơ. Thì đây chính là cái lệnh điều kiện mà ở TC Invest họ xây dựng để đặt trong vòng một tháng. Thì chúng ta không phải cứ hàng ngày đặt nữa mà chúng ta đặt luôn một tháng, đúng không ạ? Đặt luôn một tháng với các cái điều kiện đặt ra. Thế thì tôi sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm của mình cho anh chị nhìn thấy luôn ạ. Ví dụ tôi mua Techcombank nhá. Đó. Đây là hiện tại thị giá này, cái bảng giá này luôn cập nhật luôn này, có giá trần, giá sàn luôn ạ. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập lệnh nhiều điều kiện đi. Đó. Lệnh nhiều điều kiện. Thì chúng ta có điều kiện thị giá, có khối lượng giao dịch trong ngày, có khối lượng giao dịch nhà đầu tư nước ngoài mua, khối lượng giao dịch nhà đầu tư nước ngoài bán và P/E.
Đó, thế thì tôi ví dụ nhá, mình đặt ra những cái điều kiện này đi. Ví dụ như thị giá này, phải mình muốn mua mà thì mình phải mua giá thấp đúng không? Mình bây giờ mình bây giờ thị trường 29 mình mua 23 đi, đúng không ạ? Rồi thứ hai tôi muốn đặt lệnh khối lượng giao dịch trong ngày đi. Đó thì khối lượng giao dịch phải cao đúng không ạ? Thì mình mới dễ mua được. Ví dụ như 100 ngàn đi. 100 ngàn cổ. Tiếp nữa là tôi muốn P trên E đi. Ví dụ tôi muốn cái lợi nhuận cao thì mình để P trên E cao, ví dụ như 6 đi, đúng không? Và tôi đặt cái khối lượng mua nhé là 10 này, đúng không ạ? Và tôi đặt một cái giá nhé là 24 chẳng hạn. Đó. 24 là tôi mua được rồi. Thời gian đây ạ, từ 21 tháng 12 đến 20 tháng 1 năm 2021. Tôi đặt nhá. Đấy, tôi xác nhận lệnh này. Tiếp theo thì tôi muốn dừng lệnh, giả dụ như tôi muốn chốt lời chẳng hạn. Đấy, tôi muốn chốt lời nhá. Ví dụ tôi ví dụ anh chị là tôi muốn chốt lời này. Tôi muốn dừng lệnh này. Đấy, bán chốt lãi đi, đúng không ạ? Bán chốt lãi đi. Ví dụ Techcombank tôi muốn chốt là giá là 40 đi. Tôi kỳ vọng lên 40 tôi chốt lời. Đó, thì tôi sẽ đấy, đặt lệnh bán đây với giá là 10 cổ phiếu đi, đúng không ạ? Đấy, tôi đặt lệnh điều kiện. Hoặc là gì? Tôi có thể là bán cắt lỗ đi, đúng không ạ? Tôi có thể bán cắt lỗ được. Đó. Tôi ví dụ như là thị giá mà xuống dưới 15 chẳng hạn. Đó, thì tôi sẽ bán là 10 đi. Tôi bán 10 cổ đi. Đó, thì tôi đặt lệnh. Thực ra những cái trường hợp như này là để dành cho những cái anh chị em mà thực sự là công việc văn phòng rất bận rộn, đúng không ạ? Mình đặt luôn buổi tối, mình đặt lệnh điều kiện lãi hay lỗ, mình không có thời gian mình vào đặt, mình đặt như này tôi thấy rất hay. Đấy, anh chị vào đặt lệnh. Ok, xác nhận lệnh nhá. Thành công rồi đúng không? Rất là dễ. Đó là một trong những cái tính năng mà tôi nghĩ rằng nó rất là thuận tiện cho các anh chị em mà bận rộn. Đó, thực sự là nhiều khi mình đi làm trong văn phòng các anh chị ạ, mình không có nhiều thời gian đâu. Thế nên là việc giao dịch như thế này thì sẽ làm cho mình đạt được những cái kỳ vọng lãi lỗ cho mình. Tiếp theo thì tôi sẽ đánh giá về cái chuyên mục mua bán trái phiếu nhé. Thì hiện tại mua bán trái phiếu thì có đặt lệnh mua bán trái phiếu tại TCBS, là mua của công ty chứng khoán TCBS ở đây ạ, hoặc là chúng ta mua của các nhà đầu tư khác. Đó. Thì tôi thấy rằng là việc mua của TCBS cũng rất là minh bạch. Đây anh chị có thể nhìn thấy rất nhiều các trái phiếu. Hiện tại TCBS họ có rất nhiều các mã trái phiếu mà chiếm tới doanh số tới 82% trên thị trường. Tôi thử test cho các anh chị xem nhá, mua nhá. Đấy, dòng tiền của cái trái phiếu này rất là thuận lợi này. Rõ ràng đúng không ạ? Và cái lãi suất cũng khá là chi tiết. Ở đây thì tôi đánh giá cao cái việc là TCBS họ minh bạch về cái dòng tiền và họ minh bạch về các cái thông tin của cái trái phiếu. Đây anh chị có thể xem các thông tin của trái phiếu ở đây ạ. Đấy, công bố thông tin này. Khá là đầy đủ. Đó. Đấy, bản cáo bạch khá là chi tiết đấy ạ. Thứ hai đó là một cái bản đánh giá phân tích công ty của TCBS, họ có cái báo cáo đánh giá. Họ chia sẻ với các anh chị có thể nắm được cái báo cáo đánh giá của họ dành cho nhà đầu tư. Thực ra thì nếu một nhà đầu tư cá nhân thì làm sao mà có thể là có được các cái thông tin về hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp đúng không ạ? Chỉ có công ty chứng khoán họ mới đánh giá thì mới có được. Thì cái bản báo cáo đánh giá này đã chi tiết cho các anh chị thực hiện tham gia đầu tư rồi đấy ạ. Cái lãi suất này thì họ cũng ước tính cho anh chị luôn. Bởi vì sao là lãi suất ước tính? Bởi vì nó dựa trên các giả định nha anh chị nhé. Thứ nhất là lãi suất tham chiếu cũng giả định, thứ hai nữa là lãi suất tái đầu tư cũng giả định. Thì hai cái lãi suất này thì chúng ta không thể rõ được trong tương lai được, bởi vì là cái lãi suất của trái phiếu thì nó sẽ biến động theo thị trường, theo lãi suất tiết kiệm 12 tháng của các cái ngân hàng như cả Vietcombank rồi Techcombank rồi Vietinbank và BIDV. Thế thì các cái trái phiếu thường leo theo cái lãi suất đó thì nó thay đổi. Đó, chính vì vậy mà cái lãi suất này nó tham khảo tại thời điểm hiện tại. Nhưng mà
Tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái thông tin tham chiếu cho các anh chị để anh chị theo dõi, để anh chị có cơ sở để anh chị ra quyết định. Nếu anh chị mua trái phiếu ở các nhà đầu tư khác thì có cái menu về giao dịch thỏa thuận trái phiếu. Tôi nghĩ rằng đây là một cái chợ trái phiếu lớn nhất ở Việt Nam mà chả có công ty chứng khoán nào hay ngân hàng nào có thể làm được trong thời điểm hiện tại. Chính vì vậy mà đây là một thế mạnh mà TCBS họ làm được online như này. Chúng ta mua bán giao dịch rất là thuận tiện, anh chị có thể nhìn thấy đúng không ạ? Rất là nhiều các nhà đầu tư tham gia ở đây. Hiện tại có trên 20.000 nhà đầu tư tại TCBS, họ mua bán giao dịch ở trên này. Và rõ ràng đây là một cái lợi thế mà nếu mình mua bán trái phiếu thì cái tính thanh khoản có thể bán trước hạn trái phiếu của mình nó dễ dàng hơn khi mình tham gia đầu tư tại đây đúng không ạ? Đấy thì nhiều khi là mình trong cuộc sống mình biết làm sao được, mình muốn bán trái phiếu trước hạn thì sao, mình muốn lấy tiền về thì mình ra bán ở trên này. Chứ còn nếu anh chị mua ở các công ty chứng khoán khác ấy, hay ở các ngân hàng ấy thì anh chị sẽ phải bán đúng kỳ hạn. Nó giống như là chúng ta gửi tiết kiệm ấy, là đến đến ngày đến giờ đáo hạn thì chúng ta mới bán được, nhưng ở đây thì bán lúc nào cũng được anh chị ạ, rất dễ đúng không ạ? Về giao dịch quỹ thì tôi đang nghĩ rằng là ở TCBS họ có ba cái quỹ mà tôi đánh giá là khá là hay, đó là quỹ về cổ phiếu, quỹ về trái phiếu, rồi quỹ về linh hoạt. Chúng ta có thể nhìn nhận ở một góc độ như thế này, cái việc giao dịch quỹ ở các công ty chứng khoán ấy, hay các công ty quản lý quỹ thường ấy, là chúng ta phải giao dịch là theo một tuần là 2 đến 3 lần giao dịch. Nhưng có một cái hay mà ở TCBS họ làm được, đó chính là họ giao dịch hàng ngày. Tức là anh chị có thể mua bán hàng ngày luôn cái quỹ, nó rất là dễ. Nếu mà mình cần tiền trong ngày thì mình bán luôn thì nó có phải là nó thuận tiện lắm không ạ? Chứ còn nếu mà mình giao dịch ở các đơn vị khác thì có thể là mất 2 đến 3 ngày nữa mình mới bán được, mà cứ phải chờ đúng cái ngày đấy mình bán cơ. Thì nó thứ nhất là về độ trễ về tiền đối với mình. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là mình cái tiền của mình nó bị chết trong một khoảng thời gian ngắn. Đấy. Ví dụ tôi ví dụ nhá, mình mua ở một công ty quản lý quỹ khác, ví dụ thứ ba giao dịch mà thứ sáu mình cần tiền chẳng hạn, hay thứ năm mình cần tiền, thì rõ ràng là mình mới phải chờ thứ ba mình bán được thì mình có tiền đúng không ạ? Thế thì nó bị rất là không linh hoạt cho mình trong cái việc là rút tiền đúng không ạ? Đấy, rất là hay nhá. Đấy, anh chị có thể mua này, tôi ví dụ này, mua TCFF này, mua TCEF này, và mua TCBF, quỹ trái phiếu, quỹ linh hoạt, quỹ cổ phiếu, mà đây là toàn quỹ cổ phiếu top 30 thôi anh chị ạ. Cái quỹ TCFF này thì rất là hay, là không mất phí mua bán này, thì anh chị có thể để tiền không kỳ hạn ở đây, nó cũng rơi vào khoảng độ gần 6%. Tôi nghĩ rằng nó cũng khá là hay đấy ạ. Tức là nếu mà mình có nhu cầu cần tiền trong thời gian là ngắn ấy, thì mình cứ để ở trên cái tài khoản này, thay vì mình gửi tiết kiệm không kỳ hạn. Không kỳ hạn ở ngân hàng thì chỉ được không chấm mấy thôi, nhưng mà mua cái TCFF này thì mình sẽ được cao hơn đúng không ạ? Đó thì nó rất là hay ở chỗ đấy. Ngoài ra có một cái tính năng mà tôi nghĩ là nó rất là hay mà cũng chưa có một đơn vị nào làm được, đó chính là cái việc kết nối tài khoản chứng khoán với tài khoản ngân hàng Techcombank này. Nếu anh chị có tài khoản ngân hàng Techcombank thì thực sự là quá tuyệt vời. Bởi vì sao? Bởi vì là tiền của mình sẽ được tự động chuyển sang hoặc là nhận về từ tài khoản chứng khoán, mình không phải thao tác giao dịch nữa, thì nó bớt cho mình rất nhiều thời gian trong việc giao dịch tiền đó. Và cái tiền này sẽ được quản lý chung ở cái tài khoản TC Invest, thì tổng tài sản mình có như nào mình sẽ thể hiện hết đúng không ạ? Một số cái tính năng khác ví dụ như là quản lý gia sản này, hay đầu tư tổng hợp này, thì tôi thực sự là tôi vẫn chưa đánh giá cao vì tôi cũng chưa đi sâu vào, nhưng mà nó cũng là một cái gọi như kiểu là một cái nền tảng tư vấn ấy. Đấy, anh chị có thể vào đây, các anh chị có thể tham khảo này, mình đưa ra các mục tiêu về tài chính này, sau đấy mình đặt các mục tiêu của mình để TCBS họ xây dựng cho mình cái nền tảng mua nhà hay mua xe hay đầu tư sinh lời đúng không ạ? Đó thì đây là một số những cái mà chia sẻ của tôi về cái trải nghiệm mà đầu tư tại cái nền tảng TC Invest. Có lẽ rằng là nó cũng mang lại cho các anh chị một cái view tổng thể nhất trong cái việc là thực hiện đầu tư. Và tôi nghĩ rằng những cái mà chắt lọc của tôi trong quá trình mà tôi đánh giá, tôi trải nghiệm sẽ giúp ích cho các anh chị trước khi anh chị quyết định đầu tư tại TC Invest so với các công ty chứng khoán khác ở trên thị trường. Và tôi chúc các anh chị
sẽ luôn đầu tư và giao dịch thành công, may mắn và có được những cái niềm vui trong cái giao dịch đầu tư. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất là nhiều ạ.